Vâng, xin kính chào. Kính chào tất cả các anh chị và các bạn. Theo yêu cầu của rất là nhiều anh em muốn Em hướng dẫn một cái động tác cơ bản, động tác gọi là cả số khung số máy. Cái bước này nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà một khi chúng ta ra trong ngoài để cả cái số khung số máy không, trong cái bước làm hồ sơ không, là họ cũng lấy của chúng ta là từ 300.000 cho đến 500.000 rồi. Cả thì sao để cho nó đúng. Thì hôm nay em lấy con Forex Cap. Đấy, thì con này là dòng Forex Cap máy 2.2, em đang bán 190 triệu. Thì hôm nay con này em cả số khung số máy để mà rút hồ sơ cho khách. Con này em đã nhận cọc của khách là 5 triệu rồi. Để rút hồ sơ. Xe này đang để ở thành phố Hồ Chí Minh. Hướng dẫn các bác là cả số khung số máy khói kép đời 204 cho đến, em xin lỗi, là 203 cho đến 206 hay là 7, cùng một form này thôi. Thì cái công việc mà cả số khung số máy thì cái nguyên liệu để cả thì các bác có thể lấy cái băng keo hai mặt. Em xin lỗi, nó là cái giấy và là cái giấy đề can. Giấy là 4 đề can, các bác phải mua ở ngoài để sau đó chúng ta cắt ra. Thì trước mắt là đây là số khung. Đây thì từ ngoài đây, ngoài từ ngoài đây. Máy đây. Đây là số khung này. Số khung của con Forex Cap nằm đây. Đây, quay sát vào đây các bác. Thấy chưa? Số khung. Và cái cách cà thì nó đơn giản thôi, các bác để miếng giấy vào đây xong rồi lấy cái bút chì cà. Bút chì cà thì cái số này nó sẽ hiện ra. Thế thôi. Còn thứ hai đó là cái số máy. Cái số máy thì cái con Forex Cap này nó nằm ở sâu bên trong này. Đây em quay từ ngoài vào này. Đây. Đây là cái nắp. Bô. Cái như gọi là cái chắn nhiệt của bô. Cái số máy của nó nằm ở đây. Đi sâu trong này một tí. Cái góc quay này khó nhìn. Mình sẽ di chuyển ra đây. Đây, cái số máy nó nằm ở đây. Đây các bác nhé. Đây số máy đây. L3 này. Đấy, các bác để ở đây quay thôi. Đây, số máy đấy. Tức là ngay cạnh cái nắp bô. Cái nắp cái nhiệt của cái bô. Đây cái nhiệt đây, nắp cái nhiệt đây. Đây thì di chuyển ở dưới này. Đây nó sẽ có cái phần xương nó nhổ lên. Thì đây là cái phần, đây chính là cái số máy. Các bác có thể dùng cái giấy để cà và bút chì để cà lên đây. Các bác nhớ là cà mỗi thứ 3 bản nhé, để làm hồ sơ, rút hồ sơ, dịch vụ thủ tục rút hồ sơ sang tên. Con này là Forex Cap máy 2.2 đời 206. Thì từ đời 203 cho đến 206 thì nó giống nhau thôi. Bác xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bác. Nếu các bác thấy hay thì có thể bấm nút đăng ký và nhấn chuông ngay bên cạnh để ủng hộ cái kênh của em. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả các anh chị và các bạn.